Xin chào các bạn. Hôm nay Dara sẽ tiếp tục quay về các từ ngữ vựng về về trái cây bằng tiếng Khmer. Và các bạn cũng biết là trái cây nó rất là nhiều, và bên Việt Nam mình với bên Campuchia thì trái cây hình như tương tự nhau, phải không? Tại vì mình cũng là nước một nước Đông Nam Á, do đó trái cây rất là giống nhau. Thì cái bài này thì cho Dara chia thành nhiều phần, và một phần như vậy thì Dara sẽ làm 10 khoảng 10 từ để các bạn dễ nhớ, dễ học. Và mỗi cột như thế này là sẽ có hai loại trái trái cây ha. Và Dara sẽ đánh vần cho các bạn. Po chừng lố, plo, plos é, ple, ple là trái cây ha, ple. Cái này là chữ chữ gì? Chữ bò ha, chữ bò, nhưng mà nó biến dạng. Khi mà có dấu ở trên đây đọc thành chữ chữ bò, vậy là bò ôm, bò ố, mố, pom. Pom là trái táo. Không biết các bạn gọi như thế nào, nhưng thường thường đã ra cũng kêu trái bom luôn, bom nổ đó, chứ ít kêu táo lắm. Vậy là pom. Và đây là po chừng lố, plo, plos é, ple, thô ú, thù, rồ. Cái này là chữ rồ ha, nhưng mà có chữ dấu này lên, răng chuột nó lên, đọc thành chữ chữ rò. Rò erin nó rin ple tu rin, ple tu rin là trái trái sầu sầu riêng. Po chừng lo plo plos e ple dos u du ngô đùn, ple đùn là trái trái dừa. Ở đây po chừng lo plo plos e ple kho chừng nó 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 u nu ro knu 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 là trái mít ha. Ở đây cái này là chữ chữ bò, nhưng mà có dấu cánh cò, nên đọc thành chữ giống chữ bồ, bồ, bồ rô, bờ, bồ, bồ, giống như trái bờ, vậy là trái trái bờ, ta kêu là bơ luôn á, nhưng mà đọc là bồ, bồ ha, bồ. Pho chừng lô pho plus e ple so chừng po spo spo ư sọp bư ple sư là trái trái khế. Vậy là, và sau đây là pho chừng lô pho plus e ple po o to put ple put là trái trái bắp. Po chừng lô plo plus e ple cho e có chiếc ple chiếc là trái chuối ha. Po chừng lô plo to ia bó tiếp ple tiếp, ple tiếp là mắng cầu ta, mắng cầu ta. Po chừng lô plo plus e ple so chừng wo swa swa a swa yo swai cho nó chậm thơ ý tì xoay chân tì. Xoay chân tì là trái trái điều. Và phần dưới đã ra có hai câu ví dụ để các bạn tiện nói ha. Nhóm chơi chết nhắm ple pom, vậy là tôi thích ăn trái trái tom. Cái chơi chơi chết này là rất thích ha, chơi chết cho ô chơi lỡ chơi cho em to chết. Cái chữ chết này là các bạn học thuộc cái chữ to, nó có chân ở dưới ha, nhỏ ấm nhầm. Pho chừng lo plo plus e ple pa so bo mo bom nhóm chơi chat nhóm ple bom nhóm là tôi kho chừng nhỏ 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 ôm nhóm nhóm chơi chat nhóm ple bom. Các bạn có thể trái cây đã học vừa học rồi 10 từ phải không, thì các bạn đổi thôi. Nhóm chơi chat nhóm ple đôn, nhóm chơi chat nhóm ple tiếp, hoặc nhóm chơi chat nhóm ple bốt, cứ rước nhóm chơi chat nhóm ple và dành tí. Các bạn muốn nói trái cây gì thì chúng ta chỉ đổi từ vựng thôi ha. Nhóm từ tệ tiếng ple pom 10 kg, tôi vừa mua 1 ký táo. Từ tế là vừa ha, tôi ở bó từ tôi é tệ tôi ít tị nhó tiền. Từ tệ tiền là vừa với mua, thì các bạn cũng có thể là đổi thành trái cây khác. Nhóm từ tệ tiếng ple tiếp 10 kg hoặc 2 kg, kilo ký cos ý kỳ lo số lù coi chừng rô cỏ cỏ a gram mô gram kg. Kg là ký ha, theo Việt Nam chúng ta là ký đó. Do đó là nó cũng tương tự thôi, các bạn có thể đổi trái cây ha. Đây là chúng ta đổi cái thành danh từ này thành cái khác là cũng được rồi. Ok, những từ rạch dưới là cái chuyện số lượng là chúng ta cũng thể có thể đổi nè, 1 ký 2 ký ha. Và trái cây chúng ta có thể đổi
Như vậy là bài học về trái cây phần 1 đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Các bạn nào cần cái tờ này thì các bạn có thể gửi mail cho Dara theo cái địa chỉ email là darakien1979@gmail.com. Mình sẽ gửi tài liệu cho các bạn tự học nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Xin chào. Som chumrieb lia nung som a ken.